Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán giao lưu trao đổi điện thoại nha mọi người. Địa chỉ của bên mình là số 6 xẹt 9 đường số 44 phường 14 Gò Vấp. Anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh có thể qua bên mình xem máy trực tiếp nha. Còn anh em ở tỉnh thì vui lòng cọc cho bên mình trước phí ship, bên mình mới ship hàng nha. Ship hàng tới thì anh em được kiểm tra máy, test máy ok rồi mới nhận. Anh em có nhu cầu muốn mua bán giao lưu trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ qua bên fanpage của bên mình nha. Fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile. Anh em có thể nhắn tin bên trong fanpage của bên mình nha. Trên trang bay thì mình có bảng báo giá hàng ngày tất cả các dòng máy luôn nha. Anh em có thể gọi điện thoại trực tiếp luôn cũng được. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400. Số thứ hai là 06 con số 8 748. Hai số này mình đều xài Zalo nha. Anh em có thể nhắn tin bên Zalo. Bên mình thì bán hàng có kèm cho anh em phụ kiện là cáp sạc và tai nghe. Chính sách bảo hành là sẽ 3 tháng một đổi một nha. Bảo hành nguồn, màn hình, mọi thứ nha mọi người. Nếu có trục trặc do nhà sản xuất thì bên mình sẽ bảo hành. Còn rơi vỡ hay gì thì bên mình sẽ không chịu trách nhiệm nha. Nhưng mà anh em có nhu cầu sửa chữa thì có thể gửi lên nếu mà máy đó là máy của mình nha. Nếu mà anh em làm rơi vỡ thì có nhu cầu gửi lên thì cứ gửi lên, mình sẽ hỗ trợ cho anh em được thì mình sẽ hỗ trợ nha. Phụ kiện đi kèm là cáp sạc và tai nghe. Riêng iPhone sẽ không có tai nghe. Đầu tiên mình giới thiệu anh em đây là cây Galaxy A12. A12 thì bên mình đang bán với mức giá là 2.950.000, RAM 4 và nhớ trong 128, máy đẹp keng 99 nha. 2950 full box nha mọi người. A12 này thì bảo hành chính hãng rất là dài luôn. Poco X3 Pro nha, hôm nay mình lại về thêm được một cây nữa. Mấy con X3 Pro này thì cực kỳ hot luôn, giá thì rất là mềm. Rất là giữ giá luôn nha mọi người. Tại vì trong tầm giá này thì nó không thể nào rớt nữa. Cấu hình của nó là chạy con chip Snapdragon là 860. 860 nha. RAM 6 của nhớ trong 128 GB. Anh em là chiến game thì mua con này xài tầm 2 đến 3 năm nữa vẫn không vẫn căng được tất cả các loại game nha. Poco X3 Pro này bên mình đang bán với giá là 5 triệu mốt, máy đẹp 99, bảo hành chính hãng tới tầm tháng 5 2022 nha. Oppo Reno 3, Reno 3 này thì máy đẹp 98%. Reno 3 còn đầy đủ phụ kiện. Bên mình bán cái Reno 3 này với giá là 3.750, máy hơi trầy nhẹ nha. Reno 3 2.750.000 nha mọi người. 3.750.000 Reno 3 nha. 3.750 nha. Realme 8 Pro. Máy đẹp như mới luôn. 8 Pro nha. 8 Pro bên mình bán với giá là 5.850.000 nha mọi người. Realme 8 Pro 5850 full box đầy đủ phụ kiện zin nha. Realme 6 máy đẹp 99%, 3950, 3.950.000, RAM 8 bộ nhớ trong 128, chip Snap 720G nha. Bên mình thì ngày nào mình cũng có về hàng và mình sẽ một ngày mình ra một video mình tổng kết máy của bên mình nha. Anh em là có nhu cầu muốn mua bán hay giao lưu cứ liên hệ bên mình. Bên mình có thâu mua điện thoại hết nha. Anh em có nhu cầu muốn bán lại thì cứ mang qua. Bên mình thâu mà cùng mức giá cực kỳ ok luôn. Huawei Mate 20 4.950.000 nha. 4 triệu 9 chứ. Huawei Mate 20 nha. 4 triệu 9. Con này thì chạy con chip Kirin 980, RAM 6 và nhớ trong 64 GB. Pin của Huawei thì rất là trâu bò luôn. Galaxy A80 máy đẹp keng 99% nha mọi người. A80 này thì bên mình bán với giá là 4.700.000. Galaxy A80 nha, 47 máy đẹp keng 99. Redmi K40 nha, K40 này thì máy đẹp 99 nha. Con này bản RAM 8 bù nhớ trong 128 nha mọi người, chứ không phải bản RAM 6 nha. Bên mình bán với giá là 7.800.000. Redmi K40. K40 thì chạy con chip Snapdragon là 870 nha, màn hình AMOLED. Trong tầm giá này chọn con này là vô đói nha. Galaxy A32. A32 bên mình bán với giá là 4.350, máy trầy nhẹ nha, A32. Poco F3. F3 này thì bản RAM là 8 bộ nhớ trong 256 GB. Máy đẹp như như kỳ kiếm nhạc luôn, mới 99%.
RAM 8 mùa nhớ trong 256 nha. Con này màn hình AMOLED, chip Snapdragon là 870, hàng chính hãng, bảo hành rất là dài luôn. Redmi F, con này là Poco F3 này thì bên mình sẽ bán với giá là 8 triệu 3 nha. Poco F3. Galaxy S21. S21 nha mọi người. S21 này bên mình bán với mức giá là 11 triệu 500. Galaxy Note 10 nha, Note 10 cộng, máy new nha mọi người, máy mới. Còn một cây màu bạc nha, con này xách tay Mỹ, máy mới nha, full đầy đủ phụ kiện. Galaxy Note 10 cộng này bản Mỹ thì chạy chip Snapdragon, bên mình bán với mức giá là 10 triệu 850 ngàn nha. Redmi Note 9S, RAM 4 và nhớ trong 64, máy đẹp 98, 3 triệu 4 nha mọi người. Redmi K40 Pro nha, con này bản RAM là RAM 8GB nha, bản RAM 8 bộ nhớ trong 128GB. Con này là con chạy con chip Snapdragon là 888, chưa có tiếng Việt nha mọi người. Con này thì sách tay, chưa có tiếng Việt, máy thì tầm 97-98% nha. K40 Pro này bên mình bán với giá là 8 triệu 850 ngàn nha. K40 Pro RAM 8GB, 8 triệu 850 ngàn, chip 888 luôn. Galaxy A52 5G, máy đẹp keng 99 nha. Con này bên mình bán với giá là 7 triệu. A52 5G nha, đẹp 99, 7 triệu nha mọi người. Galaxy A71 5 triệu 1, máy trầy nhẹ nha. A71 5 triệu 1 nha. Oppo A94 máy new nguyên siêu, A94 new nguyên siêu này bên mình bán với mức giá là 6 triệu, máy mới nha mọi người, máy mới 100%, chưa khui luôn. Vinmark Aristro nha, máy new nguyên siêu, Aristro 4 triệu 7 nha mọi người, new nguyên siêu, được bảo hành chính hãng là 18 tháng và bảo hành 1.1 trong vòng 3 tháng nha. Con này thì nói chung là trong vòng 18 tháng anh em có trục trặc gì thì cứ gửi về bên mình, bên mình sẽ nhận bảo hành cho mọi người nha. Hoặc anh em có thể đi ra hãng bảo hành. Con này trong vòng 3 tháng thì nó sẽ được đổi máy mới, có nghĩa là trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi anh em sẽ gửi lên và anh em mình sẽ đổi cho anh em được một cây máy mới nguyên siêu luôn, như vậy luôn nha. Aristro 4 triệu 7 nha, hôm nay giảm giá 100k. Vinmark Aris nha, Aris bản RAM 8 bộ nhớ trong 128GB, 3 triệu 8 nha mọi người, new nguyên siêu, bảo hành 1.1 trong vòng 3 tháng, bảo hành chính hãng là 18 tháng nha. Vinmark Aris, Aris này thì RAM 6 bộ nhớ trong 64GB, new nguyên siêu luôn nha. Aris này thì bên mình bán với giá là 3 triệu 6. Aris này cấu hình rất là ok luôn, màn hình là màn hình Super AMOLED nha, RAM là 6, bộ nhớ trong là 64GB, chip Snapdragon là 730 nha, máy new nguyên siêu, bảo hành chính hãng 18 tháng, bảo hành 1.1 trong vòng 3 tháng. Aris 3 triệu 6 nha mọi người, RAM 6GB. Vinmark ROG 4 nha, ROG 4 này RAM 3, bộ nhớ trong 64GB, 2 triệu 1 nha. Cái này thì mình cũng còn được vài cây, mới về được 1-2 cây nữa hết hàng rồi. ROG 4 này chia ra Vinmark Lite là hết hàng nha, anh em nào có nhu cầu thì nhanh tay. Con ROG 4 này thì chạy con chip Snapdragon là 665, màn hình là 6.5 inch, pin con này thì khá là khỏe luôn, 5000, màn hình được độ phân giải là Full HD nha, cấu hình khỏe, giá thì cực kỳ rẻ, bảo hành chính hãng dài. Con này bên mình bán với giá là 2 triệu 1 nha. ROG 4 new 100%, 2 triệu 1. Mình có bản RAM 6 bộ như trong 64 nha, 6 bộ như trong 64 thì cũng hết hàng luôn rồi, còn có được con cây thôi. Con này thì mình cắt ra thôi chứ mình cũng chưa có đặt ti lên nha, mới nè, chưa có sử dụng gì hết nha. ROG 4 nè, con này anh em mua về xài là cực kỳ ngon luôn, máy thì rất là to, màn hình rất là to luôn, cho người lớn đọc báo đồ cũng được, giá thì cực kỳ rẻ. Bộ chip Snapdragon là 665, pin 5000, RAM màn hình là 6.39 inch, Full HD, 4 camera sau nha, IE đa dụng, hỗ trợ sạc nhanh luôn, pin 5000 mà còn hỗ trợ sạc nhanh nữa. Còn ROG 4 này bản RAM 6 bộ nhớ trong 64GB, 2 triệu 4 nha mọi người, còn một cây thôi, 2 triệu 4.
SOTA 5 nha. SOTA 5 RAM 4 bộ nhớ trong 64 GB. Con này bên mình bán với giá là 2,1 triệu. SOTA 5 thì cũng còn số lượng ít. SOTA 5 này thì RAM 4. Màn hình là 6.5 inch, độ phân giải là HD cộng nha. Màn hình giọt nước chip G35. Con này thì nó có một cái ưu ái là nó được hỗ trợ mỗi tháng được 4 GB nha mọi người. 4 GB data miễn phí trong vòng 18 tháng. New nguyên siêu 2,1 triệu nha. RAM 3 bộ nhớ trong 64 GB. 2 triệu nha mọi người. SOTA 5. Mình còn một cây duy nhất RAM 3 bộ nhớ trong 32 GB, 1,9 triệu. Cái dòng VinMax này á, anh em nào mà chuyển khoản đủ cho bên mình sẽ free ship và giảm trực tiếp cho anh em là 50k nha, VinMax SOTA 5. Vivo Y12S nha, RAM 3 bộ nhớ trong 32. Y12S, con này thì pin cũng khỏe nè. Màn hình khá là to luôn. RAM 3 bộ nhớ trong 32 GB Y12S nha, đẹp 99. 2,150.000 nha. Galaxy A80. Con này thì mặt trước có dán cường lực nha mọi người. Camera trước lật ok. A80 nha, con này thì mặt lưng nó bị bể nè. Sườn nó cũng có dăm khá nhiều nha. Con này bên mình chỉ bao test cho anh em là 10 ngày. Giá bên mình bán con này với giá là 3,3 triệu. A80 nha, 3,3 triệu. Giá rất là rẻ luôn. A50S, con này bên mình bán với giá là 3 triệu nha mọi người. Máy đẹp 98%, A50S. Oppo K3, máy đẹp keng nha. K3 bên mình bán với giá là 3 triệu, RAM 6 bộ nhớ trong là 64 GB. Vivo Y51, máy đẹp 99 nha. 3,650.000. Mình có một cây Vivo Y50. Y50 thì nó cũng có hơi dăm nhẹ nha. Sườn nó có hơi dăm, màn hình nó trầy rất là nhẹ thôi, thông mèo thôi, một cây vết thôi. Y50 này thì RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128, chip 665. Máy thì đẹp tầm 95-97% nha. Cây này bên mình bán với giá là 2,850.000. Y50 rẻ không tưởng nha. Vivo Y12S RAM 4 như trong 128, đẹp 99, 2,5 triệu. Realme C17 nha, máy đẹp keng, 3,150.000 nha. C17. Honor 10 Lite RAM 6 GB, máy thì 97. Con này không có CS Lite nha. Con này bên mình bán với giá là 2,2 triệu. Oppo Reno 5 màu bạc đẹp 99, 5,4 triệu nha mọi người. Reno 5. Vivo Y20S nha, RAM 6 GB, con này thì vỏ nó hơi bị cắn vài vết. Con này bên mình bán với giá là 2,5 triệu, RAM 6 GB nha. Mình có cây này thì đẹp keng, cây này chỉ màu bạc đẹp keng. Y20S nha, 2,950.000. Vivo Y12S RAM 4 GB, bộ nhớ trong 128, con này thì vỏ hơi trầy, 2,450.000 nha. Vivo Y30 2,8 triệu, máy đẹp keng. Realme 7i nha, máy đẹp 98%, 2 triệu. Con này bên mình bán với giá là 3,6 triệu nha. Oppo A52 đẹp 99, bảo hành tới 19 tháng 9 nha, 3,5 triệu nha mọi người. Vivo V20, bản này là bản 2021 nha. Bản 2021 thì chip nó là chip Snapdragon là 730, máy đẹp 99, 4,650.000. Mình có bản 2020 nữa đây. Bản 20 thì chạy con chip Snapdragon là 720G, máy đẹp keng, 4,350.000 nha. Realme Q3 Pro nha. Q2 Pro, Realme Q2 Pro 5G. Chạy con chip Megatech nè, 800U, lõi 8, RAM 8 bộ nhớ trong 128 GB. Cây này thì bên mình bán với giá là 4 triệu nha. Realme Q2 Pro 5G, 4 triệu.
Galaxy Note 20 Ultra, máy đẹp 98 nha. 14.2. Oppo Reno Zoom 10X nha, bản Barcelona gì đây nè, bản đặc biệt. RAM 8 bộ nhớ trong 256, chip Snapdragon là 855, máy đẹp 98 nha. Con này bên mình bán với giá là 7 triệu rưỡi thôi. Oppo Reno Zoom 10X. Oppo A93 đẹp keng nha. Mình có màu trắng là mình bán 4 triệu. Và màu đen cũng 4 triệu luôn, máy đẹp keng. Reno 5 màu đen 5 triệu 3, máy đẹp 99 nha, len keng. Realme 7 máy đẹp 98 3 triệu 750 ngàn, Realme 7 nha. Vivo V19 Neo máy đẹp 98 3 triệu 550 ngàn. Oppo Reno 4 nha mọi người, máy đẹp 99, Reno 4 bên mình bán với mức giá là 4 triệu 250 ngàn. Oppo A54 máy trầy nhẹ 3 triệu 2, máy đẹp 99 đây, 3 triệu rưỡi nha. A54 cái này là A9 2020, máy đẹp 98%, trầy nhẹ nha, 2 triệu 950 ngàn, máy đẹp 98. Con này bên mình bán với giá là 3 triệu 1. Samsung A10s nha, máy đẹp keng. Cái này bên mình bán với giá là 1 triệu 8, A10s. Vinmark Acti 3, con này lưng hơi trầy nhiều đây. RAM 6GB, 1 triệu 8 nha. Oppo A73, máy đẹp 99, 3 triệu 650 ngàn. Oppo A94, máy đẹp 99, 5 triệu 2 nha. A94 thì mình có màu đen và màu tím này nha mọi người. A74 máy đẹp 99, con này bên mình bán với giá là 4 triệu 4. Reno 4 Pro nha, Reno 4 Pro màu đen máy đẹp keng, 5 triệu 7. Có cây màu trắng nữa nha, màu trắng cũng bán đồng giá luôn, 5 triệu 7 Reno 4 Pro. Vinmark con này là Vinmark Joy 3, RAM 3 bộ nhớ trong 32GB, 1 triệu 7 nha. Vivo con này là LG V50 Thiên Quy nha, máy đẹp keng 99, 4 triệu 850. Mình có con V50S nha mọi người, V50S Thiên Quy đây, RAM 8 bộ nhớ trong 256 luôn, máy đẹp keng. Con này bên mình bán với giá là 5 triệu. Vinmark Aris nha, Aris này thì bản RAM 8GB, chip 730. Con này thì máy 9798 thôi. Bên mình bán cái này với giá là 3 triệu 150 ngàn. Mình có Aris Pro nữa nha, Aris Pro thì mình có màu xám cực quang và màu xanh. Aris Pro bên mình bán với giá là 4 triệu nha. Nokia 5.4 máy đẹp keng, 2 triệu 350 ngàn. Nokia 5.4 Mi Note 10 Lite, RAM 8GB, máy đẹp 98 nha, màn hình cong, chip 730. Con này bên mình bán với giá là 5 triệu rưỡi. Xiaomi Redmi Note 10 nha mọi người, con này thì RAM 6 bộ nhớ trong 128GB. Cái này bên mình bán với giá là 3 triệu 750 ngàn nha. Mình có cái Xiaomi Redmi Note 10 Pro, RAM 6 bộ nhớ trong 128, máy đẹp 99, 5 triệu 4. Note 10 Pro này là Note 10, hai cây thì nó giống hệt nhau nhưng mà bản giống như là một bản là phóng to lên của cái màn hình vậy. Xiaomi Redmi Note 9 máy đẹp keng nha, RAM là 4 bộ nhớ trong 128GB, máy đẹp 99 bên mình bán với giá là 2 triệu 950 ngàn. Máy đẹp 98 2850. Mình có cây trầy nhẹ là 2750 nha. Xiaomi Redmi Note 9 RAM 4 bộ nhớ trong 128GB. Oppo A54 đẹp 99 đây, 3 triệu rưỡi. Oppo A94 máy cũng đẹp 99 đây, 5 triệu 2 nha. Redmi 9T RAM 4 bộ nhớ trong 64, máy đẹp 99,
2 triệu 8 nha. Redmi 9C nha mọi người. Con này thì pin trâu, màn hình khá là to luôn. Redmi 9C này bên mình bán với mức giá là 1 triệu 8. RAM 2, bộ nhớ trong 32. Redmi Note 9 đây. Note 9 này thì hơi trầy, 2750 nha. 2 triệu 750 ngàn. Realme C17 3 triệu 150 ngàn. Con này là Realme 5, máy đẹp 99, 5 triệu nha. Hôm nay anh nào mua thì mình sẽ giảm giá 50k, 4950. Realme con này Realme 8 nha mọi người, Realme 8, máy đẹp 99, 4 triệu 950 ngàn. K30 Ultra, máy đẹp 99, còn trắng và đen nha. K30 Ultra bên mình bán với mức giá là 5 triệu 7. Con này là Redmi 10T Lite 5G, máy đẹp 99, 4850. RAM 6 bộ nhớ trong 128, chip Snap là 750. Con này là Note 9 Pro 5G cũng cùng cấu hình với con 10T Lite 5G nha. Máy đẹp 99 luôn, 4850 luôn. Hai con này là khác camera thôi. Anh em nào muốn chụp hình đẹp thì lấy con Note 9 Pro 5G nha. Con này là Redmi Note 9 Pro thôi, không có 5G. RAM 6 bộ nhớ trong 64, máy đẹp 99, 3 triệu 9. Galaxy Z Flip nha, bản Hàn Quốc. Máy thì đẹp 97 nha. Cây này thì mình bán giá ok cho anh em nào trải nghiệm, 10 triệu rưỡi. Z Flip nha. Bên mình chỉ bao test con Z Flip này làm 10 ngày. Những con Z Flip là màn hình nó khá là mắc nha. Nên bên mình bán giá nó bằng cái giá, nói chung là giá sỉ rồi. Anh em nào có nhu cầu trải nghiệm thì trải nghiệm nha. Trải nghiệm xong rồi bán lại cũng không lỗ. Con này là con iPhone 11 Pro, pin 88, máy đẹp 99, 64GB quốc tế, 13 năm. iPhone 12, con này bên mình bán với giá là 15 triệu 8 nha. 12 VN, máy đẹp keng, 98%, 64GB, bảo hành dài. Con này là con iPhone 11, máy hơi trầy. iPhone 11 này bên mình bán với mức giá là 10 triệu nha. Note 9S, RAM 6 bộ nhớ trong 128, lân nấc 2850 thôi. Note 9S nha, con này RAM 6 bộ nhớ trong 128, vỏ hơi xấu, hơi trầy thôi. 3 triệu 150 ngàn. Máy đẹp 98 nha. 3 triệu 550 ngàn, RAM 6 bộ nhớ trong 128GB, Note 9S. Mình có con này Note 9S, RAM 4 bộ nhớ trong 64, máy đẹp 98, 3 triệu 3. Oppo A92 và A52 nha, máy đẹp 98. A92 3 triệu 6, A52 3 triệu rưỡi nha. Oppo A53 máy đẹp 98 nha, 2 triệu 850 ngàn. Oppo A91 thì mình có cái này hơi cắn nhẹ xíu ở chỗ này thôi, máy đẹp 98. A91 3 triệu 2. Reno 2F nha, trầy nhẹ xíu dưới này. Reno 2F này bên mình bán với giá là 3 triệu rưỡi. A91 máy đẹp 98 nha, 3 triệu rưỡi luôn nha mọi người, máy đẹp 98. Galaxy S10, máy đẹp keng 99 nha mọi người. S10 này bên mình bán với giá là 5 triệu 850. A51 nha, máy đẹp keng. A51 bên mình bán với giá là 3 triệu 950 ngàn. Mình có màu bạc nha, màu bạc bên mình bán với giá là 4 triệu 1. Màu bạc thì còn bảo hành tới tháng 2 2020 luôn. A51 nha, bảo hành khá là dài. A71 bảo hành tới tháng mùng 3 tháng 10, máy đẹp keng. Con này bên mình bán với giá là 5 triệu 2, còn bảo hành nha. iPhone 7 Plus pin còn 97, con này chắc thay pin rồi. Máy thì men zin màng zin. Bên mình bán cây này với mức giá là 4 triệu nha, 7 Plus. Samsung Galaxy A02 bảo hành tới tháng 5 2022, máy đẹp 99, 1 triệu 8. A02s bảo hành tháng 1 2022 nha. Cây này bên mình bán với giá là 2 triệu 2, máy cũng đẹp len keng 99 luôn. Galaxy S10 5G, cây này thì máy trầy nhẹ nha, đẹp 98. S10 5G này bên mình bán với mức giá là 6 triệu 250 ngàn thôi. S10 5G nha, S10 5G thì hôm nay mình đang giảm giá.
Cây này là Galaxy Note 20 Ultra, máy đẹp keng, 98% nha mọi người, có trầy nhẹ một xíu. Cây này bên mình bán với giá là 14.2, Note 20 Ultra A71 nha. A71 này thì bảo hành tới 12 tháng 8 nha, bảo hành chính hãng đây. Máy đẹp 98, 5 triệu. Mình có một cây A71 hơi trầy. Cây này hơi trầy nha, 4 triệu 8 A71 nha. Rồi, hôm nay mình còn một số máy giới thiệu tất cả mọi người. Anh em nào có nhu cầu muốn mua bán hay giao lưu trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ bên mình nha. Bên mình có nhận mua bán giao lưu và thâu mua lại điện thoại luôn. Mình có một cái đồng hồ Galaxy Watch 3, con này bên mình bán với giá là 3 triệu 3 nha, Galaxy Watch 3. Con Watch 3 này đeo pin cực kỳ trâu bò luôn, mình đang sử dụng một cây nha. Bản này là bản không LTE, 3 triệu 3. Còn bảo hành chính hãng rất là dài luôn. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những video của bên mình nha. Nhớ cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ shop của mình.